Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Hoàng Lê Minh. Kính thưa quý vị, hôm nay thì là mình có một sự việc muốn chia sẻ với tất cả những cái anh em quan tâm, những khán giả của kênh mình và những anh em đồng đạo cùng trong cái bộ môn đồng đạo võ lâm, cùng trong cái bộ môn trên cây. Đó là ngày hôm qua thì có khá là nhiều anh em gửi mình cho mình một cái clip mà với những cái ngôn từ nó không được hay lắm và nó có vẻ như là cũng khá là bức xúc. Tuy nhiên thì tôi có xem clip đó, thế nhưng mà xem từ đầu đến cuối thì cái nội dung trong clip đó thì không không có đoạn nào đề cập đến tên tôi. Thì tuy nhiên thì cũng làm cho khá nhiều anh em quan tâm và thắc mắc khá là nhiều. Thế thì để làm sáng tỏ vấn đề thì tôi có liên hệ với cả bạn, tôi có một động thái nhỏ liên hệ với cả bạn chủ kênh là bạn Hưng. Thế thì đến chiều hôm nay 5:30 thì bạn Hưng bạn có chủ động gọi cho tôi. Đây là một cái cuộc gọi mà phải sau mấy năm anh em mới chính thức nói chuyện với nhau, cho nên là mấy năm xa cách mà, cho nên là cái câu chuyện nó cũng dài. Thế tuy nhiên thì tôi có thể chốt lại với tất cả quý vị và các bạn, đó là cả hai anh em trao đổi với nhau rất là nhiều, cũng lâu, và cuối cùng là cùng đi đến một cái thống nhất, đó chính là nói thế nào nhỉ, những cái chuyện gì mà nó đã qua rồi, những chuyện gì mà nó đã qua rồi thì từ hôm nay cho qua đó, và kể từ nay trở về sau cả hai anh em sẽ không có những cái lời nói và hành động gì mà gây ảnh hưởng đến danh dự cũng như là đến cuộc sống của nhau. Đó là cái điều mà hai anh em chúng tôi đã thống nhất, và trong những ngày sắp tới sẽ có một buổi ngồi lại với nhau và quay clip chia sẻ với cả tất cả quý vị, anh em và các bạn, để mọi người có thể cùng nhau giống như cái tiêu đề đấy mà. Chốt lại thì hai anh em vẫn chốt lại một cái điều như cái tiêu đề tôi đã nói, người ta bảo oan gia thì nên giải không nên kết, mà một cái cuộc giận dỗi nào lâu ấy thì suy cho cùng cả hai phía đều có lỗi anh em ạ. Đấy, thế tuy nhiên là đúng là oan gia thì nên giải không nên kết, và những cái chuyện gì nó đã qua rồi thì thôi cho qua, và kể từ hôm nay về sau thì hai anh em xem như là nó không có gì. Đấy là cái lời nói của hai cái thằng đàn ông. Tới thì là hai anh em nhất trí là sẽ có một cái buổi gặp gỡ, hai anh em ngồi lại với nhau trực tiếp để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ và hiểu rõ về nhau hơn. Đó là cái điều mà tôi muốn chốt lại để chia sẻ với tất cả quý vị. Nói chung là sau cuộc điện thoại này, nói thật với cả bây giờ xin phép là được chia sẻ ngoài lề cái nội dung chính. Thật ra thì đây cũng là một sự việc khiến tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Thế tuy nhiên thì sau cuộc điện thoại này thì tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao, là có vẻ như là trong cuộc sống của chúng ta thì nó tôi cũng chiêm nghiệm được một cái điều. Tất cả các mối quan hệ không phải lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt. Cũng có những cái lúc mâu thuẫn cá nhân, hiểu lầm, khúc mắc. Khi đối diện với những cái vấn đề đó thì đều có những cái cách giải quyết nó khác nhau. Cá nhân tôi thì tôi luôn luôn muốn giải quyết một cách trực tiếp. Anh em ngồi lại với nhau xem có cái vấn đề gì, cùng nhau tháo gỡ, không để ở trong lòng. Thì đó là cách mà tôi luôn luôn dùng, sử dụng đối với những người anh em, người bạn của mình.
Cho nên là sau cuộc điện thoại này thì tôi cũng rất là vui, bởi sao là cả tôi với cả Nguyễn Hưng hai anh em đã có được cái lời nói trao đổi cảm thông được với nhau hơn. Thì tôi cho rằng là sau cuộc điện thoại này tôi thấy rất là vui, là một cái sự việc vui sau một cái quãng thời gian dài. Bởi vì suy cho cùng là càng sống chúng ta càng thấy là người lớn rồi thì những cái việc gì nó không đáng cho qua được thì nó cho qua. Đấy là một trong những cái trải nghiệm giống như cái câu là oan gia thì nên giải, không nên kết. Cho nên đối với tôi đây là một cái sự việc vui và tôi muốn chia sẻ clip này đến tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này. Xin chào, hẹn gặp lại.